Tôi muốn huy động vốn để mua lại 60% cổ phần của công ty Hoàng Quân. Ông thấy được không? Hôm nọ anh nói ra điều này, tôi cũng đã nghĩ. 60% cổ phần của nó là khoảng hơn 30 triệu đô la. Lấy đâu ra số tiền khổng lồ này? Tôi tính rồi, thằng Thành đang sống dở chết dở. Đệ tử của tôi ở văn phòng công ty cho biết, hiện nay nó phải đi vay có khi chỉ 70-70 triệu để trả lương cho công nhân. Sao nghe nói có ông nào to lắm ở trung ương mới lệnh cho ngân hàng cho nó vay thêm 10 tỷ? Ăn thua gì, dù có 10 tỷ thì cũng chỉ như muối bỏ bể thôi. Vậy nếu chúng ta nhảy vào mua từng phần của dự án thì cũng được chứ sao? Tôi muốn mua ngay phần dự án nhà biệt thự nó đang làm dở. Chắc chắn nó phải bán rẻ. Nhưng nghe nói nó rắn lắm. Người của tôi sẽ tác động hắn. Anh cài gián điệp vào công ty Hoàng Quân à? Thương trường bây giờ là chiến trường. Làm cái gì mà không có thông tin thì cũng thua mà thôi. Rồi anh sẽ biết đó là ai. Chào anh. Anh nhìn gì mà như muốn lột quần áo người ta ra thế? Thế nếu anh muốn lột thật thì sao? Với anh thì em không thể từ chối. Chịu khó nhịn đến mai nhá. Em lên Tam Đảo trước, anh lên sau. Còn việc ở công ty Hoàng Quân, lão ấy nghe em rồi. Phải bán 2 khu biệt thự và khu du lịch Vườn Hồng. Anh để ai đứng ra mua? Công ty của ông Nam, được chưa? Tiền nhiều đấy. Anh biết, nhưng sẽ trả làm nhiều đợt. Trước mắt 30% được không em? Lão ấy đang cần bán gấp, cho nên anh nhớ phải ép giá thật gắt. Đây là toàn bộ bản dự án của 2 khu đó, anh xem để biết thêm tổng thể. Sau phi vụ này em được bao nhiêu? Sao em sòng phẳng thế? Em đã nói rồi, tình ái nhập nhằng, nhưng tiền nong thì phải dứt khoát. Vậy em muốn bao nhiêu nào? 7% tổng giá trị hợp đồng. Cao quá hả? Anh không dám bỏ con mụ phù thủy để cưới em thì giá đấy còn là dễ chịu đấy. Anh đang khó khăn quá, 3% được không? Đàn ông như anh chỉ hào hoa khi trên giường, còn khi động đến tiền là cứ như bị thiến ấy. Tùy anh thôi, nhưng anh nên nhớ em rất sòng phẳng. Mẹ em bán cá khô ở chợ Đồng Xuân, và 5 tuổi em đã biết trộn cá mục với cá ngon để bán. Em đã điều khiển được lão Thanh như lái một chiếc xe Piaggio thì anh biết rồi đấy. Đã có. Em muốn ngay ngày mai trong tài khoản của em ở Credit Lion này sẽ có tình cảm thật của anh. Cho anh thư thư vài ngày được không? Sao một đại gia như anh mà cũng kỳ kèo thế nhỉ? Cũng được thôi. Cô nghe kỹ cả rồi chứ? Ý cô thế nào? Anh lại phải họp ban giám đốc và quyết định. Tại sao cô thích họp thế nhỉ? Cái công ty này là của tôi, các phó giám đốc là tôi thuê. Việc gì tôi phải hỏi ý kiến họ? Tôi chỉ cần hỏi cô thôi. Cảm ơn sự tin tưởng của anh. Vậy nếu anh hỏi thì tôi xin trả lời là nên bán, dù phải lỗ 30%. Cô có thể giải thích rõ hơn được không? Anh cứ thử tính xem. Nếu anh tiếc không bán đi thì số lãi ngân hàng vay trong 6 tháng sẽ bằng với số tiền mà anh giảm giá rồi. Ai dám đảm bảo rằng trong 6 tháng tới anh sẽ kinh doanh có lãi trong 2 khu vực này? Lãi mẹ đẻ lãi con. Bây giờ mỗi sáng thức dậy anh sẽ phải trả gần 60 triệu đồng. Đó là một điều nguy hiểm vô cùng. Vì thế theo tôi dứt khoát phải bán. Nhưng tôi muốn chuyện này không ở Mỹ.
Đơn giản thôi, thiếu gì cách. Chính là anh phải bịt được ngân hàng. Họ mà biết anh bán dự án là họ sẽ đòi tiền gắt đấy. Công cóc bà đưa tiền cho mình, lãi trả cao gấp rưỡi lãi ngân hàng, bây giờ thấy chút khó khăn lại đua nhau đòi. Anh cứ mặc kệ họ, không ai dám đứng ra tố cáo anh đâu. Nhất là đang trong giai đoạn chuẩn bị bầu cử, ai chả phải nằm im thở khẽ, chả phải cười tươi nói chậm. Họ còn lo mang tiếng tẩy rửa tiền, đầu tư chui, cho vay lãi bằng mấy anh. Đừng ngại mấy cái đám quan chức này. Càng ngày tôi càng thấy cô sắc sảo đến lạnh lùng. Rất tiếc là tôi không nghe lời cô từ năm ngoái. Nhưng thôi, biết tài năng của cô bây giờ cũng chưa muộn. Thật ra, ngay từ đầu, anh mời tôi về làm trợ lý cho công ty anh, chỉ vì tôi có mác Á hậu và giỏi ngoại ngữ. Anh chỉ muốn sử dụng sắc đẹp của tôi để làm sang cho công ty, chứ không muốn sử dụng chất xám của tôi. Chính vì thế mà tôi phải giữ khoảng cách an toàn với anh và các cộng sự của anh. Tôi muốn cải tổ công ty và mời cô làm phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh. Ý cô thế nào? Tôi đã nói với anh rồi, cuối năm nay tôi sẽ nghỉ việc ở đây. Tôi về làm trưởng đại diện cho Air France ở Hà Nội. Lương bổng chắc chắn sẽ cao hơn, công việc sẽ nhàn hơn. Và hơn nữa, còn có khả năng tìm một tấm chồng cho ra hồn. Đẹp như cô, thông minh như cô, thiếu gì đàn ông. Anh nhầm, đàn ông không mấy ai thích vợ mình thông minh sắc sảo cả. Đẹp vừa phải và ngu một tí, đó chính là yếu tố quan trọng để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Cô báo cho ông Nam, chúng ta đồng ý bán, nhưng cố gắng đòi họ thêm 10% nữa nhé. Cô hãy cố gắng giúp tôi được thêm đồng nào hay đồng ấy. Tôi đề nghị việc này chúng ta chỉ biết với nhau, tuyệt đối không để báo chí biết. Đúng, tôi thấy chúng ta cứ lặng lặng mà làm, không nên gây ầm ĩ làm gì cả. Trắng đen không thể nhìn, từ trong bão giông vẫn nghe tiếng buồn. Năm tháng xa mờ như mây bay, ai khóc ai buồn, ngắm qua đây cuộc đời như giấc mộng. Ai giữ ngọn lửa qua đêm đen, ai đếm những bàn chân say, gửi làn hương thơm theo về trong gió, suốt chặng đường gian. Dòng đời như nước cuốn,
chập chờn trắng đen không thể nhìn. Từ trong bão giông vẫn nghe tiếng nắng thơm xa mờ như mây bay. Ai khóc ai cười cuộc đời như giấc mộng trà bay.